Em Tuấn xin chào quý cô bác anh chị, chào quý đầu tư nha. Thì hiện tại em Tuấn đang có mặt trên con đường 26m chạy thẳng ra tái định cư Vành Đai 3. Dạ, thì hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một nền đất nô góc hai mặt tiền tại dự án xây dựng Hà Nội. Dạ, thì hôm nay chúng ta cùng đi khảo sát một lô đất có diện tích là 146,6m2 nhá. Dạ, lô đất này nằm trên con đường 17m, một xẹt đường 26m, con đường to thứ hai của dự án xây dựng Hà Nội. Dạ, thì lô đất này có chiều ngang mặt tiền đường 17m là 7m4 và chạy dài vào trong là gần 20m. Dạ, lô đất chúng ta hôm nay có diện tích là 146,6m2 full thổ cư. Dạ, lô đất chúng ta đây có diện tích từ cái cột này chạy dài nô góc hai mặt tiền nhá, siêu phẩm. Dạ, nô góc hai mặt tiền. Đấy, đến cái cây kia. Dạ, đến cây kia. Dạ, đấy. Thế đất thì hiện tại là bằng phẳng, thì hiện tại anh chủ đang ở xa nên những cái anh chị hàng xóm đã xây nhà ở đây thì tận dụng cái khu vực này để trồng cây, những cây ngô, cây bí, bí xanh và cây mướp để trồng hoa màu để thu hoạch. Dạ, thì bên hông của chúng ta sẽ là con đường 12m. Dạ, đường thông thoáng. Dạ, xung quanh là cây cối rất là đẹp rồi. Dạ, thì từ vị trí lô đất này đi ra đường 26m chỉ khoảng từ 30m thôi. Thì dân cư xung quanh là rất là nhiều rồi. Dạ, đây cũng là khu vực đông dân nhất của dự án xây dựng Hà Nội. Dạ, với mức giá đỉnh điểm của khu vực này dao động từ 2,9 tỷ đến 3,2 tỷ, nhưng mà hiện tại anh chủ đang đưa ra với mức giá rất là hời, chỉ với mức giá là 2,1 tỷ thôi chúng ta đã sở hữu được ngay một nô góc hai mặt tiền rẻ hơn với khu vực hiện tại đỉnh điểm là từ 500 triệu đến 800 triệu trên một nô. Dạ, đấy, thì sau này tiến tới đây thì tháng 7 này sẽ bốc thăm và dự án đường Vành Đai 3. Dạ, thì sẽ là một động lực rất là lớn để cho khu vực này giá sẽ cao lên dần. Dạ, đấy, xung quanh rất là nhiều dân cư ở này, khu vực nhà cao tầng này, khu tòa nhà dầu khí này. Dạ, đấy. Chỉ cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 100m thôi. Dạ, và cách đường và dự án tái định cư Vành Đai 3 trong vòng bán kính là 150m, rất là gần thôi. Dạ, lô đất chúng ta đây. Đấy, thì anh chị quan tâm đến khu vực và lô đất liên hệ ngay với em Tuấn. À, em Tuấn xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nhá. Xin chào.